Người nông dân cảm thấy ngao ngán khi nhổ thử vài gốc hành đều thấy bị thối hỏng. Khu ruộng hành rất rộng này bị ngập trong bùn đất bởi mưa bão. Xã Phủ Yến, huyện Trương Hóa là nơi có sản lượng hành cao nhất toàn Đài Loan. Sau khi cơn bão hải khuấy quét qua, khu vực Phủ Yến lúc mưa lúc tạnh. Cộng thêm sau khi hết mưa thì trời lại nắng to khiến hành bị thối gốc dẫn đến một lượng lớn hành bị chết và héo. Cùng một diện tích trước đây có thể thu hoạch được 20 bó, thì bây giờ thu không nổi 10 bó hành, sản lượng giảm sút tới một nửa. Theo nông dân cho biết trồng hành vào mùa hè rất khó, không những nhiều sâu hại mà còn lo gặp bão. Vì vậy đã làm tăng chi phí sản xuất lên rất nhiều, lượng thu hoạch lại ít. Không chỉ hành lá mà còn có vùng trồng rau ở Cao Hùng do bị ảnh hưởng bởi cơn bão hải khuấy gây thiệt hại nghiêm trọng. Có nơi vừa mới tái canh mà chỉ sau một trận mưa hầu như đã mất trắng, sản lượng tụt xuống chỉ còn 30%. Song song với việc sản lượng giảm mạnh tương ứng giá rau cũng sẽ tăng cao. Dạo một vòng quanh chợ, Giá bán lẻ 1 kg hành lá lên tới những 309 đài tệ. Không chỉ hành lá mà giá bắp cải cũng lên cao đến nỗi chẳng ai dám mua. Người bán hàng đặt một chiếc bắp cải lên cân thử, trên cân điện tử kia máy tính tiền hiển thị số tiền hơn 500 đài tệ. Một người dân đến mua rau trợn tròn mắt cảm thấy không thể tin nổi và nói rằng đành nhịn thêm ít bữa đợi giá cả thế nào rồi tính sau vậy. Mọi người nếu muốn ăn được rau tươi thì phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý, mạnh tay chịu chi cao hơn rất nhiều cho khoản mua rau so với trước lúc có bão.